Đây là quang cảnh trước cổng chùa Tứ Cường. Đấy, là ngày hôm nay là ngày mùng 5 tháng 3. Đây là giáp hội của hội chùa Tứ Cường. Hiện tại thì lúc này đang là lúc chiều tối. Người đang đổ về chùa rất đông. Ngày mai ngày mùng 6 thì mới là ngày chính thức, ngày hội chính thức. Và hôm nay là giáp hội. Thường thường thì ngày giáp hội này tối ngày mùng 5 này thì khách sẽ đến chùa rất đông để chờ hội và thể viếng. Chiều tối ngày hôm nay thì chủ chốt là vẫn là khách quanh vùng đến. Ngày mai thì là khách ở tập phường kéo về rất đông. Người đang mặc quần áo của tổ bộ khổng chụp ảnh kiếm tiền.